Xin giới thiệu bộ kem dưỡng da, bảo vệ da, làm sáng da, trắng da, căng da và cũng làm mờ đi những khuyết tật nhăn nám trên da. Đây là bộ kem BRTC gồm 9 hũ sản xuất tại Đại Hàn, bảo đảm phẩm chất Đại Hàn 100%. Bộ kem BRTC gồm có 5 hũ kem dưỡng da dùng ban đêm giúp da luôn tươi mát, mịn màng, hết khô ngứa, 2 chai serum làm khít lỗ chân lông, làm săn chắc làn da, 2 hũ BB cream làm da tươi sáng, trắng trẻo, hồng hào, có chất chống nắng để bảo vệ da, dùng chung với makeup khi trang điểm mỗi ngày. Bộ kem BRTC 9 hũ sản xuất tại Đại Hàn, bảo đảm phẩm chất Đại Hàn 100%, giá không phải 300, 200 hay 150 đồng mà chỉ có 105 đồng thưa quý vị, quá rẻ. Chưa hết, chúng tôi bao luôn thuế và shipping. Vâng, tất cả chỉ có 105 đồng và hàng sẽ được gửi đến tận nhà quý vị. Muốn có bộ kem BRTC, xin gọi đài quê hương 408-645-5575 hoặc 408-645-5580. Ở San Jose, muốn có ngày hôm nay bộ kem BRTC, xin mời đến 1630 Oakland Road, Suite A109, San Jose, California 95131. Chúng tôi mở cửa suốt 7 ngày trong tuần, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, weekend từ 7 giờ sáng. Mời quý vị ghé thăm.